chào các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Hôm nay chị Heo Sinh sẽ mang đến một nhân vật hoạt hình mà các em chắc chắn rằng các bạn nhỏ đều rất là thích và các bạn đều sẽ biết tới. Đó chính là chú ngựa pony nhỏ nhắn và xinh xắn đấy. Hôm nay chị sẽ vẽ và tạo hình chú ngựa pony màu trắng cho các em cùng xem nha. Chú ngựa pony trong những bộ phim hoạt hình mà các em và chị đã cùng xem thì có rất nhiều màu sắc, và những chú ngựa pony này tượng trưng cho những chú ngựa lùn trông vô cùng đáng yêu và dễ thương đấy các em ạ. Với chiếc bờm và cái đuôi rất là dài, rất là xinh xắn thì chú ngựa pony trong bộ phim hoạt hình còn có một cái sừng giống như một chú kỳ lân đấy. Vậy là chị đã vẽ xong rồi, chị đã phủ toàn bộ cát lên để cho các em nhìn rõ nhân vật hơn nha. Bây giờ chị sẽ dùng màu tím có nhũ để tô một vài điểm ở trên bộ lông. Chị sẽ dùng nhiều màu sắc xen kẽ hơn để cho chiếc bờm và chiếc đuôi của chú ngựa pony thêm nổi bật nha. Vì màu có nhũ này bám hơi nhiều nên chị sẽ dùng chổi để quét. Tiếp theo thì chị sẽ cẩn thận gỡ những viền còn lại để tô thêm một màu xen kẽ khác. Chị cũng sẽ dùng màu xanh dương có nhũ. Màu tím và màu xanh kết hợp với nhau vô cùng là nổi bật đúng không nào? Viền còn lại thì chị sẽ dùng màu vàng có nhũ. Viên tai và chú ngựa đeo và chiếc sừng thì chị sẽ dùng một màu bạc có nhũ để trông óng ánh và nổi bật hơn nha. Và những đường
viên còn sót lại ở trên chiếc bờm và chiếc đuôi thì chị sẽ dùng một màu khác để xen vào. Chị có thể dùng màu hồng và nhũ. Các em cũng có thể dùng những màu sắc mà các em thích nha. Không, thật là nổi bật đúng không nào? Chú ngựa pony có đôi mắt rất là to và đẹp. Chị sẽ dùng một màu xanh co nhũ để viền trên mí mắt cho đôi mắt thêm nổi bật hơn. Tiếp theo chị sẽ dùng màu trắng để tô chọc mắt. Dùng màu đen để tô bên trong mắt. Vậy là chú ngựa đã có một đôi mắt vô cùng dễ thương đúng không nào? Bây giờ chị sẽ tô những điểm nhấn còn lại ở phía sau nha. Và đương nhiên rồi. Và các em ơi, chú ngựa pony màu trắng này thì chúng ta sẽ dùng màu trắng co nhũ để tô nha. Các em cũng có thể chọn một nhân vật chú ngựa pony khác, có màu sắc khác ở trong bộ phim để các em có thể tô theo ý thích của mình nha. Vậy là bức tranh của chị đã hoàn thành rồi. Chú ngựa pony màu trắng với chiếc bờm và chiếc đuôi với những màu sắc vô cùng là nổi bật. Các em thích thì hãy comment ở phía bên dưới. Và các em thích những màu sắc nào cũng hãy nói cho chị biết nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Xin chào và hẹn gặp lại.